Hello các bạn. Hello các tình yêu của tôi. Hôm nay cơ sở Hoa Kiển Hồng Thi tiếp tục lên hàng mấy cái cây cổ thụ á cho các tình yêu. Ai có mua cây công trình giá siêu rẻ, cây đô thị giá siêu rẻ, hãy xuống làng Hoa Sa Đéc và hãy liên hệ ngay với cơ sở Hoa Kiển Hồng Thi nha các bạn. Cơ sở Hoa Kiển Hồng Thi chuyên cung cấp tất cả loại cây công trình, cây bóng mát, cây đô thị giá siêu rẻ, đường kính gốc 10, 12, 15. Rồi, nói chung là các bạn cứ liên hệ với Hồng Thi. Đấy, rồi Hồng Thi sẽ cung cấp tất cả loại cỏ thảm nha, cỏ dung nhật, cỏ lá gừng, vân vân, rất là nhiều. Cây xanh đô thị, cây nội thất văn phòng, hãy liên hệ về inbox cho Hồng Thi ngay với hotline 0918 708 965. Đấy, Hồng Thi sẽ hỗ trợ các người yêu nha. Bây giờ mình đang lên giường nha. Chào chúc nha. Hello các bạn. Bây giờ mình đã đến bãi chất cây các bạn. Đấy, anh em đang cẩu cây các bạn. Đây. Đấy. Bữa nay mình lên cây Osaka vàng các bạn. Osaka vàng, hôm nay mình lên cái Osaka vàng cho mấy anh em để rất là đẹp. Bạn thấy không? Rồi, các bạn có mua cây vui lòng liên hệ với Hùng Thi 0918 708 965. Ok chưa? Đây. Rất là ok luôn. Quay ông anh ruột đây, ông anh ruột của tôi đây. Đẹp trai giống tôi không? Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Hello các bạn. Rồi đây. Dưới đất đang là cây xoài các bạn. Cây xoài với cây sầu đỏ cam, bành kỳ các bạn thấy không? Cây xoài. Đây nè, để cho bạn coi nè. Cây này cây xoài ăn trái á. Cây xoài ăn trái các bạn. Cây xoài ăn trái. Bạn thấy không? Và hiện giờ công ty của mình đang lên mấy cái cây Osaka vàng cho khách. Cái Osaka vàng các bạn thấy không? Đó. Các bạn mua vui lòng liên hệ với Hùng Thi với hotline là 0918 708 95. Cơ sở Hùng Thi và tập đoàn của Hùng Thi, tập đoàn anh em Hùng Thi chuyên cung cấp tất cả loại cây bóng mát, cây công trình, cỏ thảm trong vườn và trực thuộc công ty Hoa Kiển Ngân Cường ở làng Hoa Sa Đéc. Hùng Thi kinh doanh rất là nhiều các loại cây bóng mát. Hiện giờ anh em kỹ thuật đang triển khai lên hàng cho quý tình yêu nha. Cây xoài ăn trái nè, rồi cây Osaka vàng nè, rất là nhiều xoài, rồi cây sầu đỏ cam nữa các bạn. Nắng các bạn ơi, hôm nay mình vợ mình mới cho mình cái nón. Cái nón dữ luôn. Các bạn liên hệ Hùng Thi ngay với hotline là 0918 708 965 để được chúng tôi tư vấn báo giá và giao hàng tận nơi tất cả các loại cây bóng mát, cây công trình giá rẻ. Cây là bao la nha các bạn. Đây vườn, đây vườn nhà của gia đình Hùng Thi đây đó. Các bạn thấy không, cây là không có thiếu. Các bạn cứ mua liên hệ, mấy ngàn cây cũng có nữa. Bạn thấy chưa, mấy ngàn cây cũng có luôn. Và mình bán luôn nhiều lắm. Các bạn thấy mai chiến khỉ các con tròn không? Đó. Bao nhiêu cây cũng có nha. Bạn thấy không? Đó. Rất là nhiều hàng mà ở đây có bán cây ăn trái luôn. Cốc, ổi, mận, xoài, bưởi gì chôm chôm gì chơi hết nha các bạn. Mua vui lòng inbox ngay xuống gia đình Hùng Thi. Đặt cái gì? Gia đình Hùng Thi lo cái đó nha. Các bạn yên tâm. Đây. Đang cẩu hàng cho các bạn tình yêu đây này. Trời nắng chân gian, mình lao động là vinh quang nha các bạn. Lang thang là mỗi cẳng á. Thấy không? Các bạn nhớ, cái kênh mình hay nhớ đăng ký kênh mình Hoa Kiển Hùng Thi Vlog. Nhớ subscribe. Nhớ subscribe và nhớ chia sẻ. Bấm vào cái chuông thì các bạn sẽ là người đầu tiên thấy được những video clip mới nhất của Hoa Kiển Hùng Thi cũng như công ty Hoa Kiển Ngân Cường nha các bạn. Quá đẹp. Cây nhiều lắm mấy bạn ơi. Nè, cây nhiều lắm mấy bạn thấy không? Cây được dâm ủ sẵn tại vườn luôn.
hãy liên hệ Hùng Thi ngay 0918 708 708 965 nha. Đang cẩu kê cho các tình yêu đây. Cây sòi ăn trái nha các bạn. Rồi đó là cây Osaka vàng. Osaka vàng đường kính 12 nha các bạn. Osaka vàng đường kính 12. Rất nhiều hàng khác nữa. Các bạn mua lòng inbox cho Hùng Thi với số điện thoại là 0918 708 95. Anh em Hùng Thi làm cây rất là nhiều. Còn đây là mấy cây sầu đo cam, bản gốc sầu đo cam hoành 200 mấy. Sầu đo cam. Mấy cây bự thì các bạn phải đặt trước. Các bạn phải đặt trước các bạn. Đặt trước rồi đây mình lo mấy cây nhỏ nhỏ thì có liền. Mấy cây mà đường kính cỡ 10, 12 rồi có liền nha, đường kính gốc á. Đường kính gốc 10, 12 có liền. Liên hệ Hùng Thi ngay. Cơ sở Hoa Kiển Hùng Thi nằm ngay trung tâm làng Hoa Sa Đéc, thuộc thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Rất là vui được phục vụ tất cả các tình yêu, mua tất cả các cây đô thị bóng mát siêu rẻ. Các bạn lấy được sao dầu liêm sẹt lằn mấy ngàn cây đây lâu luôn các bạn. Bằng lăng ngàn cây, liêm 1000 cây, muồng anh đạo ngàn cây, cái gì ngàn cây làm được hết. Ngàn cây là tôi lo được hết nha. Liên hệ Hùng Thi ngay. Xuống đây. Mình sẽ có anh em kỹ thuật hỗ trợ các bạn từ A đến Z. Rồi, giờ mình sẽ kết thúc cái livestream này. Kết thúc cái YouTube này, các bạn nhớ đăng ký cái kênh Hoa Kiển Hùng Thi Vlog. Và nhớ subscribe, bấm vào cái chuông thì các bạn sẽ là người đầu tiên thấy được những clip của Hoa Kiển Hùng Thi đưa lên. Và đây là kênh YouTube chính thống của Hoa Kiển Hùng Thi cũng như khu du lịch miệt vườn Happy Land Hùng Thi, cũng là tiền thân của công ty Hoa Kiển Ngân Cường, trụ sở ở Sa Đéc Đồng Tháp. Bye các bạn, chúc các bạn một ngày thật là đẹp, vui vẻ, hạnh phúc. Và nhớ luôn luôn ủng hộ Hoa Kiển Hùng Thi nha. Nhớ mua cây điện ngay hotline 0918 708 965. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ.